Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Anna Phương Trần. Mình làm clip quay về những trải nghiệm và cuộc sống của mình tại San Jose. Trước á, thì mình có quay một cái clip nói về buffet là ăn vừa ngon vừa nhiều vừa rẻ. Thì sau khi mình làm xong cái clip đó đó, mình được sự ủng hộ và động viên từ bạn bè của mình rất là nhiều. Mình cũng cảm thấy rất là vui. Thì tiếp tục về chủ đề giá rẻ đó, thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm clip với chủ đề là làm sao có thể shopping được ở Mỹ với giá cực kỳ rẻ luôn. Thì tiếp theo đây mình sẽ dắt các bạn đi đến 5 địa điểm, mà tại 5 địa điểm đó các bạn có thể shopping những mặt hàng như là quần áo, túi xách, nước hoa, đồ dùng trong nhà, dụng cụ đi làm, đi học, bút viết, đồ đại khái như vậy với giá cực kỳ rẻ luôn. Nhưng mà không những chỉ rẻ mà các mặt hàng sản phẩm đó cũng chất lượng rất là ok, chứ không phải là khi mà nó rẻ thì nó quá tệ. Thì hy vọng là ngày hôm nay các bạn sẽ thích cái video clip mới của mình nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu lên xe và khởi hành đến địa điểm đầu tiên trong list, đó là East Christmore. Các bạn có nhìn thấy cà phê Starbucks không? Cà phê Starbucks là hầu như có ở khắp mọi nơi luôn. Còn đây là cửa hàng Austin No. 5, là một cửa hàng đồng giá và mọi thứ trong này đều được bán với giá $6.99. Cửa hàng khá là rộng và đẹp và quần áo nơi đây được trưng bày rất là bắt mắt. Đây là khu vực trưng bày túi xách nè các bạn. Cũng trông khá là đẹp và fashion ha. Kế tiếp là nước hoa và khăn choàng nè các bạn. Chỉ có giá là $5.99 thôi. Còn đây là quầy túi xách nè. Túi xách cũng khá đẹp. Và có những quầy hàng giảm giá là chỉ còn có 4 đồng cho mỗi món thôi các bạn. Không thể tin được là một cửa hàng lớn như vậy là có thể bán được với giá cực sốc. Mình sẽ quay tổng quát cửa hàng lại một lần nữa cho các bạn xem trước khi mình đi đến cửa hàng tiếp theo nha. Và cửa hàng kế tiếp chúng ta đến đó là Daiso Japan, là một cửa hàng của Nhật. Nơi đây có bán đầy đủ các mặt hàng. Gần đến Halloween rồi cho nên mình thấy trong tiệm là trưng bày rất là nhiều sản phẩm dành cho hóa trang. Đây là cái túi đựng kẹo dành cho những đứa nhỏ để đi xin kẹo từng nhà đó các bạn. Mình sẽ quay xung quanh một vòng để các bạn có thể nhìn thấy được các sản phẩm hóa trang nha. Ở đây họ còn có bán những cái công cụ massage cầm tay nè các bạn. Cái cây này là mình dùng để massage mặt nè, để tạo mặt chuẩn V-line đó. Nhưng mà khá là đau, nó hơi cứng nữa. Còn ở đây thì họ bày bán những cái dĩa và những chén nước chấm để dùng cho việc ăn sushi đó các bạn. Còn đây là khu vực bán những chén dĩa bình thường. Ngoài những cái tô dán 2 đồng 3 đồng ra thì tất cả đều được bán với giá là 1.50 đồng. Còn đây là quầy hàng bán dép kẹp nè các bạn, có thể mang trong nhà hoặc mang ra ngoài vườn. Còn đây là quầy bánh kẹo. Lần nào đi ngang quầy này thì con gái của mình cũng lấy hết 3-4 món. Còn đây là những sản phẩm để dùng cho làm vườn. Có nến thơm và cả hoa khô tẩm hương thơm nữa nè các bạn. Còn đây là một số dụng cụ cần thiết cho nhà bếp nè. Có dĩ nướng và đồ lọc. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục di chuyển đến một địa điểm kế tiếp, đó là Craigmore. Tại đây có một cửa hàng tên là Waikiki, cũng là một cửa hàng đồng giá, giống như cửa hàng Austin No. 5 vậy đó các bạn. Mình sẽ dắt các bạn đi một vòng thử xem có gì khác với bên Austin No. 5 không ha. Họ cũng có nước hoa nè, mắt kính nè. Khu vực giảm giá thì còn 7 đồng cho 3 món kìa. Wow, siêu rẻ luôn. Còn đây thì là 8 đô cho 2 món đồ. Mình đang thắc mắc và một câu hỏi được đặt ra là làm sao họ có được lời ta?
mình sẽ xem thử xem chất liệu của mấy cái nón len này như thế nào. Cũng khá là mềm và mịn nè, mình sẽ đợi lên thử. Cũng khá là xinh ha. Con gái lớn của mình thì cũng thích, con gái nhỏ của mình thì không thích lắm. Và bây giờ mình sẽ quay xung quanh cho các bạn xem một lần nữa trước khi mình bước sang cửa hàng khác. Mình đang di chuyển đến cửa hàng kế tiếp và cửa hàng này cũng nằm trong khu vực Redmore. Đây là Lazy Store, cũng là một cửa hàng đồng giá nữa. Không biết mọi người có làm ăn được không mà khá nhiều cửa hàng đồng giá mọc lên. Store này thì có diện tích khá nhỏ hơn so với hai store trước. Và quần áo thì cũng không có bằng hai store trước cho lắm. Hiện giờ thì mình đang ở trên xe và tiếp tục di chuyển đến địa điểm cuối cùng của ngày hôm nay. Đó là Dollar Tree. Dollar Tree là một cửa hàng rất nổi tiếng luôn. Hầu như ai sống ở Mỹ đều biết đến Dollar Tree hết. Và người Việt mình hay gọi đây là chợ một đồng. Ở đây thì họ bày bán các mặt hàng và sản phẩm cũng khá là giống như bên Daiso Japan. Chỉ khác nhau là những mặt hàng và sản phẩm ở đây mang phong cách Mỹ, còn ở Daiso Japan thì những sản phẩm mang phong cách Nhật. Đây là nơi mà họ trưng bày các sản phẩm dùng cho tổ chức party nè các bạn. Các bạn có nhìn thấy những cái tấm bảng màu xanh vàng ghi $1 không? Đó là biểu tượng của store đó các bạn. Còn phía bên này thì họ trưng bày là các khung tranh, khung hình, cũng có nến thơm nữa nè. Còn ở quầy đông lạnh thì họ sẽ chia nhỏ thức ăn ra để bán với giá 1 đồng. Họ còn có thêm những cái sản phẩm như là kem dưỡng da và gội đầu nữa nè các bạn. Clip này thì mình đã quay đến tận 2 ngày, cho nên các bạn cũng đã thấy là mình đã thay từ cái áo sơ mi trắng thay sang áo sơ mi sọc. Và bây giờ mình cũng đã hoàn tất cái phần quay của mình và mình chuẩn bị trở về nhà đây. Mình vừa mới giới thiệu xong với các bạn 5 địa điểm shopping với giá cực rẻ. Hy vọng các bạn ở tiểu bang khác nếu có dịp sang San Jose chơi thì sẽ đến đó xem thử, xem là mình có thể mua gì được ở đó hay không. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nãy giờ. Nếu thấy hay nhớ like và subscribe cho mình nhé. Và bây giờ xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn ở video clip khác.